Xin chào đến với kênh Kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu có bác mẫu xe đạp Touring Chinix Free 2.0, một dòng xe đạp đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng trên toàn thế giới của Ý. Và xe được sử dụng bộ chuyển động Shimano Tourlay, khung nhôm bánh 700C. Toàn bộ xe là được nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, nguyên bản hết, zin tất tần tật 100%. Và chiếc xe thì có cái độ mới như các bác có thể nhìn thấy trên hình, nó gần như là mới tinh luôn. Để đánh giá cái độ mới phải còn được 90-95%, cực kỳ là mới. Các bác nhìn những cái chi tiết ở đây, sơn si hay là cái tay bấm xích clip còn gần như là mới tinh. Lớp sơn rất là bóng bẩy và hầu như là không có vết xước nào đáng kể trên khung, mới đến 90-95% luôn. Thương hiệu Chinix rất là nổi tiếng trên toàn thế giới của Ý. Xe thì có giá bán bên em chỉ có là 5.900.000, mức giá rất là rẻ cho chiếc xe đạp, để phục vụ cho các bác mà tìm kiếm chiếc xe để đi thể dục trong phố rèn luyện sức khỏe. Dây thì được chạy hết âm sườn rồi này, đây, âm sườn khung, khung thiết kế khung dẹp. Model Phi 2.0 hình ảnh Chinix, design in Italy, thiết kế theo công nghệ của Ý. Nhôm sử dụng nhôm 6061. Thì là như các bác có tìm hiểu về xe đạp thì cái dòng 6061 là loại nhôm chuyên dụng cho xe đạp. Nó có độ bền rất là tốt và cái chống bào mòn nó rất là cao. Sử dụng rất nhiều loại nhôm này ở trong xe đạp. Toàn bộ xe là nguyên zin hết, nguyên bản 100% các bác nhé. Đồ Tourlay, Tourlay đời mới. Đây, rất là đẹp. Tourlay thành đĩa cơ bánh 700C, các bác nhìn những đường vân lốp còn là cực kỳ là mới. Chủ cũ là họ chỉ mua rồi đi một vài lần rất lát rồi họ bán lại, nên là giữ cái độ mới nó rất là tốt. Vi đông được trang bị tay bấm Shimano với đây là 8 tầng lip và bên này là 3 tầng đĩa cho 24 tốc độ khác nhau. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, khóa yên với tâm cổ phốt là 56 cm. Và xe của các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 thì phù hợp. Khuôn bộ chuyển động là Shimano Tourlay 8 lít 3 đĩa 24 tốc độ khác nhau. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá chỉ có là 5.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ở nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.